Rồi, hello anh em, chào cả nhà, chào mọi người. Bây giờ Sang sẽ giới thiệu với cả nhà hai sản phẩm mới có bán tại trên website và cửa hàng của mình ha. Lâu rồi mình không giới thiệu lại cái kiềm KTC cao cấp. Đây là dòng cao cấp luôn, mình nói đây là dòng cao cấp của hãng KTC luôn ha. Về hàng Nhật thì KTC Koken là một trong những cái thương hiệu cao cấp nhất của Nhật rồi đó. KTC thì nó có cái dòng nữa là dòng Miro. Dòng Miro cực kỳ mắc luôn. Ở đây thì Miro thì nó chỉ có những cái cờ lê với những cái đầu khẩu bộ tiếp thôi. Đó, ngoài sản phẩm đó thôi. Còn đây là cái kìm Pro hay là kìm đa năng, kìm đa năng ha. Kìm điện đa năng. Đó, nó cũng giống vậy đó. Tức là nó sẽ mở ốc nè, ta có thể kẹp vẽ giữ nè, ta có thể vặn mở ốc nè ha. Đó, đa năng. Cái mặt của nó anh em thấy là cái chỗ này nó sẽ làm ẩn vào bên trong. Nhìn cái chi tiết một chút xíu này thôi mà nó cũng là một cái điểm nhấn cho cái kiềm rất là đẹp ha. Thì cái này là một trong những cái cây lớn nhất. Anh em thấy là kiềm Pro dường như là chỉ có thằng KTC này là 250 mm ha, sản xuất 100% tại Nhật. Và giá của nó cũng khá là chắc nha nè, hàng mới. Giá của nó là 640.000. Mã đặt hàng của nó là KT3202 với giá là 640.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Những cái sản phẩm của KTC thường là anh em sẽ thấy là nó chỉ phân phối ở trong cái những cái hãng xe, những cái công ty thì họ mới mua thôi, còn ít có ngoài, không bao giờ thấy bán lẻ nhiều, không có thấy bán lẻ nhiều tại vì nó khá là mắc tiền, không phải ai cũng có thể là mua ha. Thì cũng có anh em sẽ mua, là những anh em đó người ta mua về thì chủ yếu là chơi với thợ thầy, làm như là mình thấy là công ty trang bị cho, công ty trang bị chứ không có có mua đồ xịn ha, mắc tiền quá sợ bị mắc. KT3202 nhé mọi người, 640.000 giá chưa ship. Và tiếp tục là một cái búa của Dokyo. Thì cái búa này là búa cán fiber. Cán fiber thì nó sẽ có cán gỗ, cán sắt và cán fiber. Thì ở đây là cán fiber. Cán fiber thì anh em thấy là ở trên này nó sẽ đổ keo rất là chặt. Xài, anh em xài đóng nát cái đầu búa này luôn, cái chỗ này nó cũng không sụp sịch. Và cái cán này nè, nó xài nó sẽ mòn, nó bung ra từ từ nó mòn. Thì cái chỗ này nó vẫn không giúp ích gì, tức là cái keo này đổ rất là chắc chắn ha. Thường là búa dởm nó sẽ xài, nó sẽ lung lay cái chỗ này trước nè, lung lay. Còn cái này là anh em xài là cái này là bền vô đói ha. Cán này là không sợ gãy. Cái này thì cân nặng của nó cả cán luôn đó là 650g ha. Đây, đất dư. Đây thì mình hôm trước mình mua về cái màu xanh nè, màu tím nè, màu vàng, thì hiện tại là chỉ còn có màu vàng thôi. Cái này thì giá của nó là tới 550.000, mã đặt hàng của nó là DO2701. DO2701 550.000 cho sản phẩm này ha. Hàng này là hàng mới. Tiếp tục là mình sẽ có hai cái búa cũ. Trước tiên là cái búa của Justco, búa bi đã qua sử dụng mà rất là tốt luôn. Cái búa này thì cân nặng của nó cả cán luôn là 500g, cả cán luôn. Cái này thì mình bán giá là 150.000, mã đặt hàng là H560, 150.000. Cái này là cán cao su hai đầu. Đó. Anh em thấy là cái hàng này đã qua sử dụng rồi mà cái đầu cao su nó rất là tốt luôn. Cho nên anh em, những anh em mà mua búa mới, bỏ tiền ra mua mới là yên tâm xài, xài rất là bền. Cái này giá của nó là 140. Cái đầu nó ngang thì khoảng 30 ly, hơn 30 ml chút xíu. Và cân nặng của nó thì khoảng đâu đó là 350g đó. 140, mã đặt hàng là H557, 140.000. Tiếp tục là mình sẽ có một cái vỉ ba mũi khoan đuôi lục giác. Đây, vỉ ba mũi khoan đuôi lục giác. Và ba mũi khoan này là anh em biết là nó sẽ nhọn nè, anh em thấy là nó nhọn trên đầu, đó là mũi khoan mồi để mà chúng ta bắt vít, nó sẽ không có bị tét cái mặt gỗ. Hai cái này chúng ta gặp hoài. Thì của Relay hàng Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Rất là bén nha anh em, thấy gì chứ rất là bén. Và cái này giá của nó là 100.000. Tức là hàng Trung Quốc, nhưng mà để mà mua một cái bộ mới như thế này á là nó khoảng là đâu đó là 200 mấy chục ngàn á. 200 250 á, hơn 250 á.
À, cái này là 3 ly nha anh em. Thì 3 ly chúng ta mò vô thì chúng ta nghĩ là mình sẽ bắt được là 4 ly đó. Ốc bình thường của mình đó. H521 giá 100 ngàn. 100 ngàn cho 3 mũi. Một cái kìm cắt của Hosan có tuốc dây điện luôn. Kìm cũng rất là đẹp, nó có hai lỗ tuốc nha anh em. Chiều dài là 160 và giá của nó là 120, mã đặt hàng là H551. H551 với giá 120 ngàn. À, một tiếp tục là một cái kìm điện nội địa luôn. À, dòng này là không biết là lâu đời rồi. À, rất là đẹp. À, hiệu Warren. Kích thước của nó là 100 165 170 á. À, giá của cái này thì 130 ngàn, mã đặt hàng là H552, 130 ngàn. Anh em nhắn đặt hàng ở trên quay cái Zalo dụng cụ 24 anh em. Zalo dụng cụ 24 sẽ được chốt đơn nhanh và được phản hồi nhanh hơn một ha. Phản hồi nhanh nhanh hơn. Tại hiện tại mình không có coi thường xuyên cái Zalo cá nhân. Thì anh em nhắn qua bên đó thì sẽ có nhân viên trực và sẽ phản hồi cho anh em. Tiếp tục là một cái kìm mẫu quả của Tony đây. Đó. Kìm mẫu quả nhắn vào Zalo hoặc là số điện thoại cũng được. Cái này đã qua sử dụng rồi và cái này mình bán giá là 130 H559, 130 ngàn ha. Tiếp tục là một cái bộ lục giác. Đây, gồm có tất cả là ba. Cái này nó giống y chang như cái bộ của Tâm luôn, hàng nội địa Nhật. Bộ này xài rất là bền đó. 3 6 7 cây ha. Anh em sẽ có là cái tay như thế này anh em dặn nè. Ở đây nó sẽ là mấy ly đây? 8 ly nè. 6 ly nè. 5 ly. 4 ly. 3 ly. 2 ly rưỡi và cuối cùng là 2 ly. Đó. Thì cái bộ này giá của nó là 600 ngàn ha, mã đặt hàng của nó là H549. H549 với giá 600 ngàn, bộ còn rất là đẹp luôn nha. Xài không biết khi nào nó hư đổi cái bộ này. Đó. Tổng là 7 cây. Tiếp tục là một cái bộ cờ lê. Chúng ta sẽ có bộ cờ lê của Tone chưa có sử dụng luôn. Đây, hai đầu hở. Hai đầu hở ở đây, Tone. Làm cái mã cái bóng rương rất là đẹp anh em. Thì đây nó sẽ có số là 17, 19 nè. 13, 17 nè. 14, 17 nè. Đó. 11, 13. 10, 12. 12, 14. Với 10, 8, 10. Đó. Và cái cây này thì like của KTC mình bỏ vô chung luôn cho anh em đủ bộ. KTC dễ thương ghê, nhỏ xíu xíu à. Cái này là nó 5.57 đó, là nhân dường như là đủ cho anh em luôn á ha. Là tổng cộng là bộ này có 3, 6, 8 cây. Bộ này giá của nó là 700 ngàn, mã đặt hàng của nó là H533. H533 với giá là 700 ngàn cho cái bộ này. Cái này thì chưa có dùng nha anh em, hoàn toàn chưa có dùng đó. Một cái bộ cà lê vòng, hai đầu vòng của Tony luôn. Đây, cắt cái này ra, đọc số nó dễ. Bộ này thì nó để lâu ngày nó bị rỉ chứ không có dùng, bộ này chưa có dùng. Hai đầu vòng rồi có là 24, 22 nè, 21, 19 nè, 14, 17 nè, 14, 12 nè, 13, 11 và cuối cùng là 12, 10 đó. 10, 12, 11, 13, 12, 14, 14, 17, 19, 21 và 22, 24. Tất cả là 6 cây. 6 cây ha. 6 cây. Giá của cái bộ này là bao nhiêu đây? 750 ngàn. À, thì cái này nó có rỉ sét nha anh em. Lý do là để lâu thì nó sẽ bị rỉ nè. Nó có rỉ một chỗ, vài chỗ. Tức là một số cây nó sẽ không rỉ và một số cây nó bị rỉ. Giá đó là 750. Mã đặt hàng của nó là H566. H556 chứ. H556 giá 750 ngàn ha. Thực ra thì hai cái cây này không có nè, nhưng có vết nhẹ thôi nè, có bị nó bị vết rỉ. H556
H556 nha anh em. H556 giá 750.000, giá chưa có phí ship. Một cái dao ghép cành. Cái này anh em mài lại nha, nó lục rồi. Cái này mình bán giá 90.000, mã đặt hàng của nó là H522. H522 giá là 90.000 à, giá chưa ship. Một cái thước cuộn nữa. Ở đây mình sẽ có một cái thước cuộn 30m của Kados. Nhưng mà cái thước cuộn này xịn. Cuộn này xịn. Là thước này nó sẽ là một cái lớp nhựa, phủ nhựa bên ngoài rất là dày luôn. Đây. Nó có độ dẻo luôn á. Tức là cái lớp thép ở trong nó sẽ mỏng và cái lớp nhựa bên ngoài nó dày. Nè. Đó. À. Cái lớp bên ngoài là một cái lớp nhựa, bọc nhựa bên ngoài luôn. Giống như một cái chiếc thước mà ngày xưa mình đi học nó có cái chiếc thước mà lật qua lật lại màu mè rồi đó. Ha. Cái này nó giống như là cái dây nhựa nhưng mà thật chất bên phía bên trong ruột nó lại là thép. Là thép. Đó. Cái này nó sẽ rất là bền. Ở đây là nó là bề ngang của nó, cái bề ngang dây thước này là 10 ly và cái chiều dài là 30m. Ha, khung dày. Ở đây nó sẽ để cái cao su đây này. Khi ta gớt xuống nó cũng giảm chấn cho cái này. Cái này thì bộ này cái thước này nó mắc tiền 750.000, mã đặt hàng của nó là H507. H507 với giá là 750.000, 30m. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em. Chưa phí ship. Rồi, mình chỉ có vài sản phẩm trong cái video ngắn này thôi. Anh em đặt hàng thì xin nhắn tin. Và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Chào anh em, chào cả nhà.